giá trị trong tháng này hay trong những ngày này, sau đó là nó đâu toàn mà tính tới quá lâu dài đúng không? Người ta chỉ bảo vệ trong cái khoảng thời gian ngắn thôi. Đó. Mặc dù là bỏ càng nhiều tiền thì càng càng an toàn đó, nhưng nó không cần thiết, trong khi công ty cần rất nhiều tiền để làm những việc khác mà gấp rút hơn ha. Thì virus người ta chia thành có ba loại chính các bạn. Rồi, có ba loại chính. Thứ nhất là virus ảnh hưởng đến các file chương trình như là ru.com, ru.ese ha. Nên là thường khi các bạn chạy mà để cài các cái chương trình trên máy tính á, các bạn kích vào các cái đuôi này thì các phần mềm virus lập tức là nó chạy lên và nó hỏi là bạn bạn là người cho phép chạy đúng không ha, chính bạn kích vào để cho chạy phải không, chứ không phải là nó tự chạy hay là một cái trình điều khiển từ xa nào đó nó chạy để làm phá hư máy bạn đúng không, bạn sẽ phải cho phép nó chạy được. Là virus ảnh hưởng đến hệ thống thì nó ảnh hưởng đến cả cái đĩa khởi động của các bạn, lúc đó các bạn sẽ phải cài đặt lại toàn bộ hệ thống đúng không. Rồi virus micro, macro là gì, là các cái virus mà nó đến kèm, nó nhiễm những thứ rất nhỏ thôi các bạn. Ví dụ lúc trước mà cô làm luận văn hả, tốt nghiệp đại học đó các bạn, nó tự động nó biến hết các cái dấu chấm câu của cô, các bạn thấy cực khổ không, tự nhiên một cái bản luận văn mà nó biến hết các dấu chấm, xong rồi may là nó chưa mất cái file các bạn, xong rồi ngồi chấm, trời ngồi chấm lại nguyên một bài ha, quá cực khổ. Nên các bạn khi làm chuyên đề cái gì các bạn nhớ tạo ra một bản bản lưu ha, bản lưu chúng ta lưu ở trên Google Drive hay gì đó. Hoặc là chúng ta tự gửi cho chính mình trong Zalo ha. Có cái các bạn bấm vô truyền file hoặc là transfer gì đó, các bạn sẽ gửi cho chính mình để lưu một cái bản gốc ha, phòng trừ những cái trường hợp như thế này, những trường hợp như thế này không chữa được các bạn. Bởi vì nó đã phá hủy ở trong đó rồi, chúng ta không có sửa file được ha. Và virus đã từng tấn công Amazon, đã làm tê liệt tới 16 giờ, các bạn thấy không? Một giây trong Amazon, cái kho hàng của nó hoạt động một giây là bao nhiêu hàng ha? Mà tới 16 giờ thì cái thiệt hại đến chừng nào? Thì có ba loại rủi ro công nghệ mà các bạn thấy nó có vẻ tương tự nhau, có vẻ tương tự nhau nhưng thật ra nó khác nhau ha. Đầu tiên là virus. Virus nó cũng đính kèm theo file, và khi các bạn kích vào một file thì nó tự động là lây lan qua các file khác ha. Và nó không tự phát tán được các bạn. Các bạn phải lưu ý là nó không tự phát tán được. Chỉ phát tán khi các bạn chia sẻ file hoặc các bạn gửi file qua email, hoặc là các bạn copy qua đĩa, qua USB gì đó vân vân. Các bạn gửi đi, tóm lại khi các bạn gửi đi qua máy khác thì máy khác mới lây được, còn bản thân nó không tự bay qua máy khác được ha, không tự phát tán được. Còn cái loại thứ hai là worm, tức là con sâu. Con sâu á, bạn không cần virus thì bạn kích vào thì nó mới lây, còn con sâu á bạn không cần kích vào nó cũng lây khắp nơi trong máy tính ha. Đó. Còn cái Trojan horse này là gì, là con ngựa thành Tơ-ra. Con ngựa thành Tơ-ra nghĩa là gì, nó xuất phát từ cái câu chuyện về cái con ngựa thành Tơ-ra các bạn. Thì tiếng Việt dịch thành thành Tơ-ra chứ thật là thành Troy ha. Thì đội quân Hy Lạp sau 10 năm không thể đánh thắng cái đội quân ở thành Tơ-ra, thì người ta đành nghĩ ra cái cách là tặng tặng thành Tơ-ra một cái con ngựa gỗ, và coi như là để đền bù cho cái tượng Athena bị sập đó các bạn. Thì coi như là đầu hàng. Thì hôm đó khi mang cái con ngựa gỗ vào trong thành thì những người quân lính ở trong thành Tơ-ra, người ta ăn mừng chiến thắng, ăn mừng chiến thắng no say đến khuya ha. Thì khi quân lính no say hết rồi thì những người lính ở trong con ngựa này các bạn, con ngựa gỗ đó thật ra nó là ngụy trang, nó chứa rất nhiều binh lính ở trong con ngựa gỗ. Thì toàn bộ binh lính trong con ngựa gỗ đã ra và phá thành và chiến thắng trong cái cuộc chiến này ha. Như vậy cái con ngựa thành Tơ-ra là ý gì? Ý là một cái thành phần nguy hiểm núp bóng dưới dạng là một cái có ích ha. Đó, ví dụ như quân lính quân địch núp bóng ở dưới dạng một con ngựa gỗ ha, núp trong con ngựa gỗ để mà coi như đó là một cái quà tặng ha. Đó. Thì cái Trojan Horse này có nghĩa là vậy, nó là một cái chương trình nguy hiểm nhưng nó núp ở dưới một cái chương trình hữu ích, dưới chương trình hữu ích. Ví dụ như những cái chương trình rất bình thường như là chương trình
lịch ở trên màn hình chẳng hạn ha. Các bạn biến màn hình của bạn thành một cái cuốn lịch, rồi có ô, rồi các bạn điền các cái deadline của các bạn vào trong đó ha. Thì nó là một chương trình hữu ích rất nhỏ, tuy nhiên có thể là nó núp núp dưới đó là một chương trình nguy hiểm, nó tạo ra một cái lỗ hổng trên máy của các bạn để những cái kẻ tấn công xâm nhập có thể điều khiển từ xa, có thể lấy dữ liệu để password hoặc có gì đó tùy mục đích của họ ha. Đó. Rồi rất nhiều những cái chương trình nhỏ nhỏ, trông nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng nó có thể bị nhiễm con ngựa thành Terra này đây các bạn. Ừ. Và nhưng mà cái con ngựa thành Terra này nó dưới dạng một chương trình, do đó nó không có phát tán được. Nó không có phát tán ha. Nó không có làm cho các file khác bị nhiễm được. Khi các bạn gửi qua file qua qua máy khác một cái lịch đó thì nó máy khác không bị nhiễm, trừ khi người ta cũng cài chương trình đó ha. Khi cài lên thì mới bị nhiễm. Và nó không tự nhân bản vô trong máy các bạn. Thì dĩ nhiên nó nhân bản làm gì, trong khi nó đã tạo một lỗ hổng ở trên máy bạn thôi, chứ nó nhân bản làm gì đâu không? Mục đích của nó đâu phải làm phá hư file đâu, nên nó không có tự nhân bản, đúng không? Còn cái mục đích của virus này là nó muốn làm hư file của bạn, nên là nó tự nhân bản lên ha. Đó, các bạn thấy ba cái này nó khác nhau. Cái con sâu này là nó tự nhân bản mà không cần kích vào file gì hết, nó cứ tự nhân lên. Còn virus khi bạn kích vào thì nó mới nhân lên ha. Đó, ba cái này khác nhau. Hay là khi các bạn cài các ứng dụng trên điện thoại các bạn, ứng dụng trên điện thoại. Vì điện thoại của chúng ta chưa có các cái phần mềm diệt virus nên chúng ta không có biết được là nó nhiễm những cái gì ở trên điện thoại của chúng ta ha. Nhưng thật ra nó là lây lan các cái mã độc khắp nơi. Ví dụ như là các cái app mà các bạn hay dùng, ví dụ app so sánh tuổi trẻ với tuổi già, rồi rồi khi già mình như thế nào, cái hình đưa cái hình bây giờ lên rồi dự đoán tương lai bộ mặt mặt chân dung của mình khi già là như thế nào ha. Đó, những cái chương trình trông có vẻ vô hại nhưng thật ra là hoặc là nó lấy dữ liệu của các bạn ha, nó ăn cắp dữ liệu hình ảnh của các bạn để sau này sử dụng mục đích riêng, hoặc là nó cứ tiếp tục phát tán những cái mã độc phía sau đó các bạn, những cái mã độc phía sau mà chúng ta không biết là nó phục vụ mục đích gì ha. Nên các cái đường link mà các bạn bè gửi từ Facebook thì các bạn hạn chế kích vào. Và bây giờ các bạn thấy không, người nó chiếm quyền trên Facebook và các cái hacker nó chiếm quyền, sau khi chiếm quyền xong thì nó nghiên cứu rõ rằng là nhà nhà gia đình của chúng ta gồm có ai là người thân, xưng hô như thế nào ha. Xong rồi họ nghiên cứu đầy đủ các đoạn chat của chúng ta và họ xưng hô giống y hệt vậy để mượn tiền. Nên là khi ai mượn tiền các bạn ở trên mạng thì các bạn nhớ gọi điện thoại trực tiếp cho người đó ha. Tiếc gì một cú điện thoại đúng không? Đó, hoặc là chúng ta ghi rằng là hãy gọi cho tôi, hãy gọi cho tôi. Mà các bạn lưu ý đừng có để người ta gọi qua Zalo hay Facebook ha, thì chúng ta đừng có bắt máy. Đã mượn tiền rồi mà không gọi điện thoại qua điện thoại bình thường thì các bạn đừng có cho mượn, đúng không? Bởi vì khi mà gọi trên Zalo, Facebook đó, các bạn, có khi người ta chúng ta nhấc máy lên và người ta làm méo tiếng, hoặc có thể là người ta dùng làm tiếng giả các bạn. Tiếng giả bây giờ người ta làm nhiều lắm. Mấy cái đoạn video các bạn hay up lên mạng đó, người ta thu tiếng giả, người ta cắt ghép những cái chữ các bạn nói trong đó và người ta nhái tiếng y hệt ha, người ta làm một cái đoạn. Người ta làm một đoạn thu âm sẵn, thế là các bạn bị mất tiền vì chuyển tiền cho họ ha, chuyển tiền cho họ. Các bạn nghĩ là chuyển tiền mà người ta tài khoản của người ta không phải là tên đúng tên. Bây giờ người ta làm đúng tên luôn các bạn. Người ta kiếm một cái ngân hàng mà bạn chưa bao giờ đăng ký ấy. Ví dụ bạn chưa đăng ký thẻ ở ngân hàng Maritime Bank đúng không? Đó, người ta ăn cắp cái dữ liệu chứng minh nhân dân của bạn trên mạng nè. Rồi người ta có số điện thoại bạn luôn, rồi người ta đi đăng ký ha. Người ta dùng số khác cũng được, ta đi đăng ký. Đúng tên bạn luôn, có đúng chứng minh bạn luôn mở một ngân hàng khác thôi. Đó, nên chúng ta rất dễ bị lừa, chúng ta phải cẩn thận ha. Thì đó chính là những người hacker các bạn, đó chính là những người hacker, là những người truy cập vào hệ thống hay là những cái trang mà mang tính chất riêng tư của chúng ta mà không được cho phép, không được cho phép ha. Thì người ta chia thành hai loại hacker là hacker mũ trắng với hacker mũ đen. Hacker mũ trắng là gì? Là những người mà làm việc tốt á. Ví dụ những người làm ở các công ty virus như BKAV, Kaspersky gì đó là những người hacker mũ trắng, tức là những người tìm ra các lỗ hổng
tìm ra các lỗ hổng của các cái do các virus hay các hacker khác tạo ra, sau đó là hoặc là báo cho các công ty, hoặc là tìm cách sửa chữa, hoặc là sản xuất ra các cái phần mềm diệt virus để diệt các cái loại virus đó ha. Còn hacker mũ đen là những người muốn muốn chống phá ha, muốn chống phá, chỉ là muốn phá hoại thôi, với mục đích phá hoại. Nó phá hoại để làm gì? Để lấy dữ liệu ha, lấy dữ liệu hoặc làm mất uy tín của các website. Có những cái cuộc tấn công quy mô cực lớn các bạn, nó là tấn công vào cái server của cái VCCOP, làm toàn bộ hệ thống website lưu tại đó đã bị không truy cập được trong cả một buổi trời ha. Mà website ở lưu ở tại công ty đó là những cái website nổi tiếng, những tờ báo nổi tiếng, toàn bộ những cái tờ đó bị đứng ha, đứng trong một buổi trời, thiệt hại rất là lớn. Ngoài ra chúng ta còn có các cái rủi ro về gian lận thẻ tín dụng ha. Gian lận thẻ tín dụng với những ăn cắp thông tin thẻ, ăn cắp thông tin thẻ nhằm người ta có thể làm thẻ giả, hoặc là người ta lấy cái thẻ của bạn mua hàng ở ở các nơi khác ha. Một cái kiểu tấn công tiếp theo đó là tấn công từ chối dịch vụ. Tấn công từ chối dịch vụ là như thế nào? Tấn công từ chối dịch vụ là như thế nào? Đây các bạn, thay vì là các hacker người ta tấn công trực tiếp vô cái máy chủ website, thì bây giờ nó lợi dụng những cái máy khác trong hệ thống mạng để tấn công. Thì cái máy của hacker này, người ta sẽ gửi các cái thông điệp đến cho các cái máy ở trong hệ thống mạng, nói rằng là lát nữa vào một cái thời điểm nào đó tất cả hãy truy cập vào trang web của kênh 14 chẳng hạn ha. Thì vào đúng cái thời điểm đó, vào một giây đó, thì hàng cả mấy chục ngàn, cả triệu cái máy tính cùng đưa ra một yêu cầu. Dĩ nhiên chủ của những người máy này không biết được đâu, nó làm ở dưới ẩn danh ở trong máy thôi ha. Tất cả các máy này cùng đưa ra một yêu cầu là truy cập vào kênh 14 ha, kênh 14.vn. Thì các bạn tưởng tượng là cùng một lúc, cùng một thời điểm mà tất cả các máy đều truy cập vào một trang chủ của một trang ha, thì nó sẽ xảy ra điều gì? Lập tức là cái gì, băng thông không có đủ để mà hoạt động nữa, thì website bị đứng thôi, website bị đứng ha. Đó gọi là tấn công từ chối dịch vụ, làm cho cái máy chủ của chúng ta gì, quá tải, không thể thực hiện các yêu cầu, mặc dù đây là một yêu cầu bình thường thôi. Yêu cầu vào website bình thường các bạn cũng truy cập vào website đúng không? Cũng giống như trong chúng ta thấy trong quán cà phê mà tất cả mọi người đều vào web thì mạng nó sẽ bị chậm đi đó, mà quy mô một quán cà phê thì có 100 máy là cùng ha, trong khi đây cả nghìn máy, mấy chục nghìn máy nó cùng một làm một yêu cầu như vậy, thì dẫn đến cái gì, website sẽ không hoạt động được, hoặc là máy chủ không hoạt động được, dẫn đến quá tải ha, không thể cung cấp dịch vụ. Tưởng tượng như cái lúc mà các bạn mà tất cả đều đăng ký học phần vào một thời điểm ha, các bạn sẽ xảy ra chuyện ngay đúng không? Nên lúc nào đăng ký học phần người ta cũng phải cho thời điểm từ ngày này đến ngày này, bởi vì cho một ngày á, là sẽ xảy ra bị máy máy chủ bị quá tải, không có xử lý được ha. Một loại tiếp theo đó là kẻ trộm trên mạng. Kẻ trộm là những người gì, đi trộm thông tin nữa các bạn, bằng các cái chương trình nghe lén ha, chương trình nghe lén hay theo dõi các bạn, theo dõi rồi nghe lén, đi xem các dữ liệu kinh doanh hay ăn cắp các cái báo cáo mật ở trên mạng. Đó, phishing. Phishing là gì? Phishing là kẻ giả mạo. Kẻ giả mạo là những kẻ mà sử dụng những cái trang web mà y y hệt như là web chính chủ ha, y hệt luôn. Các bạn thấy bây giờ người nổi tiếng cứ ra đời một trang lập tức rất nhiều trang giả mạo y hệt cùng tên, hoặc là họ trước tên sau, tên sau họ trước rồi thêm chữ official đó đó, vân vân. Do đó những cái người mà nổi tiếng người ta thường phải xin cái trang có cấp tích xanh đúng không? Muốn cấp tích xanh đó thì bạn phải có các giấy tờ chứng minh là bạn là chính là người đó, chứng minh nhân dân rồi vân vân ha. Thì
Để cấp tích xanh thì bạn cũng phải lên tới cái lượt view tới cả 100.000 người thì các bạn mới cấp được cấp tích xanh. Để mà tránh cái việc mà lừa người dùng đó các bạn, lừa người dùng. Thì những cái trang mà thanh toán nổi tiếng trên thế giới, những trang nổi tiếng trên thế giới đều đã bị những cái kẻ giả mạo này làm giả ha. Ví dụ trang PayPal bạn mở ra nó ra trang PayPal y hệt. Các bạn sẽ không phân biệt được trang nào đến trang nào ha. Nên người ta mới mới khuyến cáo là bạn đừng có bao giờ kích vào một cái link để vào một cái website của ngân hàng hay là của PayPal hay những cái trang lớn này. Các bạn hãy tự mình gõ link ở trên trên chỗ mà ghi địa chỉ website ha. Các bạn gõ vietcombank.com.vn chẳng hạn, các bạn không có kích vào một cái link nào đó ở đâu bảo là bạn hãy vào đây để chuyển khoản ngân hàng ha. Đó. Để nó đảm bảo rằng là chính là cái trang mà chúng ta gõ vào. Chứ còn khi mà các bạn kích vào một trang PayPal giả, dĩ nhiên nó cũng ghi là PayPal các bạn. Nhưng mà khi các bạn kích vào các trang con, các bạn sẽ thấy đó chỉ là một địa chỉ giả thôi. Khi bạn kích vào trang con, nó sẽ ra một địa chỉ dài, thật là dài khủng khiếp, toàn là ký hiệu ha. Chúng ta sau khi biết được các cái dạng rủi ro trong thương mại điện tử thì chúng ta phải xây dựng kế hoạch an ninh trong thương mại điện tử. Ha. Muốn xây dựng kế hoạch thì đầu tiên chúng ta phải đánh giá mức độ, đánh giá cái mức độ rủi ro sẽ xảy ra với công ty hay cơ quan của chúng ta ha. Sau đó chúng ta lên kế hoạch thực thi và đánh giá ha. Đó. Đầu tiên là giai đoạn đánh giá, chúng ta xác định các cái mối đe dọa, các hình thức thiệt hại. Ví dụ như trường của chúng ta chỉ xác định rằng là vì có quá nhiều người dùng USB, có quá nhiều người dùng mail hay là gửi file qua lại. Do đó chúng ta gì? Xác định các mối đe dọa ở trường mình thì chỉ có cái dạng là bị virus thôi đúng không? Rồi chúng ta lên kế hoạch để mua các cái phần mềm diệt virus từ server các bạn. Chứ mà mỗi máy con chỉ có mỗi máy con diệt thì máy con này mà không diệt lại lấy qua máy khác thôi. Nên chúng ta phải buộc phải diệt virus từ server ha. Thì sau khi đánh giá xong chúng ta sẽ lên kế hoạch xem thử giải pháp nào. Chúng ta phải cân nhắc giữa giải pháp nhiều tiền bảo vệ tốt hay ít tiền bảo vệ không tốt ha. Chúng ta phải cân nhắc tùy thuộc vào cái thời điểm và cái ngân sách của công ty. Rồi chúng ta sẽ lựa chọn là giai đoạn thực thi là chúng ta sẽ cài đặt và áp dụng các cái phần mềm an ninh ha. Và cuối cùng là giai đoạn giám sát chúng ta phải đánh giá. Chúng ta không thể sử dụng một cái phần mềm diệt virus mãi mãi được đúng không? Chúng ta phải đánh giá xem nó có tốt không, nó hoạt động như thế nào, chúng ta phải thay đổi ra sao ha. Do đó trong cái một quá trình bao giờ chúng ta cũng phải đánh giá đi và đánh giá lại vào vào cuối cùng này. Chúng ta có các biện pháp cơ bản để đảm bảo an toàn giao dịch. Ví dụ như sử dụng kỹ thuật mã hóa thông tin ha, chúng ta biết rồi. Mã hóa để làm gì? Để mà đảm bảo cho dữ liệu trên đường đi không biết nó có bị hư hỏng hay là bị can thiệp hay không ha, dữ liệu phải toàn vẹn trên đường đi và đảm bảo được cái sự bí mật trên đường đi đúng không? Bí mật không có bên thứ ba nào đó xem được. Rồi chúng ta có thể sử dụng các cái hệ thống tường lửa. Hệ thống tường lửa là như thế nào? Là một bức tường mà khi mà người ngoài muốn xâm nhập vào á, người ngoài muốn vào hệ thống của chúng ta thì không thể vào được nếu mà không có sự cho phép ha. Nếu không có sự cho phép, chúng ta sẽ để những cái lỗ hổng để cho người ngoài có thể truy cập vào, tức là phải có password, username được chúng ta cung cấp chẳng hạn. Đây là những đối tượng an toàn không có gây hại đến cái hệ thống của chúng ta. Đó. Chỉ những cái luồng thông tin mà được phép mới được vào cái hệ thống mạng của chúng ta ha. Còn còn những cái luồng thông tin khác khi đi qua cái phần mềm này gọi là tường lửa, nó không có cái bức tường nào hết các bạn, nó là một cái phần mềm thôi. Đó. Ví dụ như các bạn bật cái hệ thống tường lửa lên trên trên cái Windows của các bạn á, trên máy tính của các bạn á, thì khi chúng ta cài đặt phần mềm hay cái gì á, nó cũng rất khó khăn. Và nó quan trọng là nó phát hiện ra được một điều là chúng ta xài Windows không có bản quyền các bạn. Đó. Nó phát hiện ra chúng ta xài đồ không có bản quyền liền à. Và nó sẽ không cho chúng ta cập nhật, không cho chúng ta cài đặt phần mềm. Đó. Nên chúng ta thường tắt cái tường lửa trên máy tính của chúng ta, mặc dù nó rất tốt. Nhưng nó phát hiện ra là chúng ta là những chính kẻ phá hoại là chúng ta đúng không? Chúng ta cài những cái phần mềm không có bản quyền thì làm sao đảm bảo được cái chất lượng ha? Làm sao mà chống được cái rủi ro? Đó. Rồi người ta còn có thể sử dụng một cái mạng riêng ảo. Mạng riêng ảo là cái gì?
là trong cái quá trình sử dụng internet, các bạn thấy không? Internet rất là nguy hiểm, đối tượng nào cũng có thể vào được máy của chúng ta ha. Vậy thì làm sao để các công ty bảo vệ được cái hệ thống dữ liệu của họ, làm sao bảo vệ được cái hệ thống mạng của họ? Thì họ sử dụng một cái mạng riêng ảo gọi là VPN ha, mạng riêng ảo, là vừa công ty không thể quá sợ hãi cái việc mất dữ liệu hay là ảnh hưởng đến dữ liệu mà cắt internet của toàn bộ công ty, đúng không? Không thể chặn internet được, vẫn phải để nhân viên dùng internet chứ, đúng không? Nhưng mà làm sao để mà cái hệ thống đó không bị người ngoài xâm nhập ha. Đó. Vừa dùng được internet mà vừa vẫn phải đảm bảo được cái sự bí mật của thông tin trong công ty ha. Thì người ta sử dụng mạng riêng ảo gọi là mạng VPN các bạn, VPN ha, nối các cái chi nhánh công ty lại với nhau. Ừ. Thì công nghệ của nó thì phức tạp nhưng mà đại khái là nó sử dụng những cái tường lửa xung quanh ở đâu đây nè. Đó. Để các chi nhánh có thể truy cập vào nhưng mà với điều kiện phải có username password ha. Nó cái mạng riêng ảo này nó sử dụng trong cái nội bộ công ty ha, trong việc liên lạc giữa các chi nhánh trên thế giới chẳng hạn. Một số biện pháp khác, ví dụ như là các bạn sử dụng các cái phần mềm chống virus hay là sử dụng password mạnh, các bạn thấy không? Bây giờ password mà vào internet banking của chúng ta trên điện thoại hay cái gì bây giờ, à ngay cả LMS của chúng ta, các bạn thấy không? Password là phải vừa có in hoa, phải có chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt, đúng không? Phải có dấu, phải có dài trên 8 ký tự. Rất là phức tạp. Mà đặc biệt nếu các bạn mà làm trong các cái tập đoàn lớn á, hoặc là công ty nước ngoài á, người ta bảo vệ hệ thống đến 1 tháng, người ta bắt các bạn thay đổi password 1 lần ha. Mà không không phải là password đã sử dụng những lần trước. Trời ơi, thế có đau đầu không? Nghĩ ra password đã đau đầu rồi ha. Rồi các bạn còn phải có giải pháp về an ninh nguồn nhân lực. An ninh nguồn nhân lực. Rồi, ví dụ như có cái trường hợp ngày xưa là có một anh chàng ở điện máy xanh anh nghỉ làm và một hôm anh ấy vừa tường anh ấy vào và mở cái hệ thống trong két sắt của công ty các bạn. Anh ấy là người thường giữ chìa khóa két sắt. Đó. Bạn thấy nguy hiểm không? Anh ấy vào mở được cả két sắt. Do đó người ta thường là các két sắt các bạn thấy là chìa khóa thì ngày này chỉ có 2 người giữ password thôi, mấy người giữ chìa khóa ha. Đó. Chứ không thể ai cũng biết được. Như vậy rất là ảnh hưởng nguy hiểm. Rồi giải pháp về các cái thiết bị nào là tốt, thiết bị nào là an ninh vân vân. Thì như vậy chúng ta đã kết thúc cái chương rủi ro trong thương mại điện tử ở đây ha. Bây giờ các bạn sẽ làm một cái bài bài tập trắc nghiệm, bài tập trắc nghiệm ha. Hôm nay giao diện LMS lại đổi cái gì đây nè? Mac S Don chứ không phải là Tickpool nữa. Mỗi ngày thầy các thầy ở khoa công nghệ thông tin sẽ thay đổi giao diện. Các bạn sẽ làm bài tập trắc nghiệm về chương này và cái chương marketing điện tử ha. Phía trên có một bài trắc nghiệm và các bạn sẽ làm cái bài tập nhóm content marketing 2 này gửi cho cô vào trước buổi học tiếp theo hay sao. Cô có ghi ở trong đó đầy đủ nội dung trong đó ha các bạn ha. Bây giờ cô dặn lại các bạn là tuần sau chúng ta làm bài kiểm tra giữa kỳ, do đó các bạn nhớ ôn bài ha, nhớ ôn bài, nhớ xem lại bài, không thôi quá trình làm trắc nghiệm có 25 phút các bạn làm không kịp ha, làm không kịp nha. Trong quá trình mà làm trắc nghiệm á, nếu mà các bạn xảy ra chuyện gì, ví dụ như máy các bạn bị đá ra hay cái gì đó, thì các bạn liên lạc với lớp trưởng để hoặc là nhắn Zalo trực tiếp cho cô nha, gọi điện thoại cho cô ha, gọi điện thoại cho cô để cô xử lý ngay nha các bạn. Chứ các bạn đừng có để đến hết giờ. Cô nghĩ tốt nhất là hôm đó chúng ta không học ha. Thì bài bài trắc nghiệm thì mở từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đến 10 giờ đêm. Nhưng các bạn nên làm vào buổi sáng hoặc buổi chiều đi để có chuyện gì chúng ta còn giải quyết ha. Chứ các bạn làm vào lúc mà hết giờ rồi thì xảy ra chuyện gì làm sao cô giải quyết được, đúng không? Đó. Chúng ta nhớ coi lại bài nha. Chứ nếu mà chúng ta không coi lại bài thì điểm rất là thấp. Điểm rất là thấp ha các bạn. Mặc dù đó là những cái câu mà chúng ta đã làm rồi đó. Mà sao cô không biết sao các bạn làm điểm thấp được ha. Rồi các bạn có hỏi gì nữa không? Các bạn có hỏi cô cái gì nữa không các bạn?
À, nếu không hỏi gì nữa thì bây giờ các bạn sẽ làm bài bài kiểm tra đi ha. Và chúng ta làm bài tập nhóm nhé. Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Tạm biệt các bạn.